chào tất cả các bạn nha. Hôm nay trên đường mà đi nhận xe, mình có ghé ăn sáng. Rồi sẵn đây, mình giới thiệu cho các bạn cái quán ăn sáng này luôn nè nha. Các bạn, cái quán phở này gọi là cái quán phở Cây Gòn, nằm cặp quốc lộ 80 của phường An Hòa, thành phố Sa Đéc. Nha các bạn, cái điểm đặc biệt mà mình thích cái quán phở này, các bạn biết gì không? Thứ nhất là ăn ngon rồi đó, khỏi bàn đi. Cái thứ hai là tương mà tương với lại ớt. Cái mà các bạn ăn, ăn phở thì tương đó gọi là tương siêu ngon. Quán này lấy tương xay xay, ăn rồi còn làm nước chấm. Ăn rất là ngon chứ, không phải như cái tương mà ở chợ Kim Biên mà nó trong veo. Trong dàn con vất này kìa ăn. Mình gặp mấy loại tương đó là mình sợ dữ lắm, cho nên mình gặp cái loại tương này là mình khoái nè. Tương này tương anh xay nè các bạn, ăn rất là ngon nha. Rồi thì ở đây chủ quán bán một tô phở như vậy là 40.000 đó. Các bạn muốn ăn lẩu cũng có nữa. Còn cái địa chỉ cái quán này, sẵn đây mình chia sẻ luôn. Chạy qua cầu Đội Thơ, qua luôn cái bùng binh. Cái bùng binh đó là bùng binh Cài Cỏ. Chạy lên khoảng chừng 500m, đó là bên tay phải. Hướng về, Lai Dung nhà các bạn. Còn mà các bạn trên Lai Dung hướng về, thì các bạn qua cầu Ba Phủ rồi chạy xuống xíu. Bên tay trái cũng có nữa. Mình gặp cái quán này bình thường. Mình đi lên lâu lâu cái mình gặp mấy anh xe tải, xe container này kia. Ghế đậu chỗ này chỗ kia phía ngoài đường, đèn chớp chớp, ghế đây ăn cũng nhiều lắm. Vô là làm cái lẩu hoặc là lúc tô phở là đi rồi. Các bạn nào mà có muốn ghé ăn thì ghi lại địa chỉ này nhé. Rồi giờ mình ăn rồi xong mình đi nhận xe thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã coi hết video mình nha. Bye bye, xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha.